Tôi cũng chào các em. Tiết học hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu về bài 7, những nét chung về xã hội phong kiến. Thì ngay từ cái tiêu đề bài, chúng ta cũng đã có thể thấy được đây là dạng bài tổng hợp. Chúng ta sẽ so sánh để tìm ra được những cái nét chung giống nhau và những cái điều khác nhau về xã hội phong kiến. Trong bài 7 này, chúng ta sẽ so sánh tổng hợp 3 nội dung về xã hội phong kiến. Thứ nhất, đó là sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến. Thứ hai, là cơ sở kinh tế, xã hội của xã hội phong kiến. Và thứ ba, là về nhà nước phong kiến. Vậy thì chúng ta sẽ so sánh cũng như là tổng hợp tìm ra sự giống nhau và khác nhau về ba cái nội dung trên của xã hội phong kiến ở những nơi nào. Chính là xã hội phong kiến của phương Đông và xã hội phong kiến của phương Tây. Phương Đông chính là khu vực châu Á, phương Tây chính là khu vực châu Âu. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về từng nội dung của xã hội phong kiến nhé. Ở phần 1 về sự hình thành và phát triển, chúng ta thấy là trong phần 1 này chúng ta nói hai ý. Một là sự hình thành và hai là quá trình phát triển của xã hội phong kiến. Ở đây cô có câu hỏi: xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây được hình thành vào khoảng thời gian nào? Xã hội phong kiến ở phương Đông được hình thành từ rất sớm, từ trước công nguyên như là Trung Quốc, khoảng thời gian đầu công nguyên là các nước Đông Nam Á, từ thế kỷ 1 đến thế kỷ thứ 10, chúng ta đã học ở nội dung bài 6. Xã hội phong kiến ở phương Tây có thời gian hình thành là từ thế kỷ 5 cho đến thế kỷ thứ 10. Thế kỷ thứ 5 mà chúng ta đã học là sự kiện tộc người Xét Man đã tấn công, lật đổ đế quốc Roma cổ đại và dẫn tới sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu, tức là ở phương Tây. Như vậy chúng ta có thể kết luận xã hội phong kiến hình thành sớm ở phương Đông và hình thành muộn hơn ở phương Tây. Đó là sự hình thành. Về quá trình phát triển thì thời kỳ phát triển rồi suy yếu của xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây đã diễn ra như thế nào? Qua các bài đã học thì chúng ta có thể thấy ở phương Đông xã hội phong kiến phát triển rất chậm, cái thời gian suy vong kéo dài như là Trung Quốc từ thế kỷ 7 cho đến thế kỷ 16, hay là các nước Đông Nam Á có cái thời kỳ phát triển và suy vong là từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 19. Cái thời gian phát triển thịnh vượng của cái nước Đông Nam Á là từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15, rồi sau đó là bước vào thời kỳ suy vong, và cuối cùng là thế kỷ thứ 19 thì các nước Đông Nam Á đã bị xâm lược và trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây. Ở phương Tây thì thời kỳ phát triển của xã hội phong kiến là phát triển rất nhanh, chấm dứt mau chóng, dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa tư bản từ thế kỷ 6 cho thế kỷ thứ 11 cho đến thế kỷ thứ 16. Thế kỷ thứ 16 là chúng ta học là các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên đã diễn ra và nó dẫn đến sự hình thành xã hội tư bản. Về thời kỳ khủng hoảng và suy vong ở phương Đông và phương Tây thì nó đã diễn ra như thế nào? Xã hội phong kiến ở phương Đông, cái thời kỳ suy yếu
kéo dài suốt 4 thế kỷ, từ thế kỷ 16 cho đến giữa thế kỷ thứ 19. Còn ở phương Tây thì thời gian suy yếu rất là nhanh, chỉ diễn ra trong vòng 2 thế kỷ, đó là thế kỷ thứ 15 và thế kỷ thứ 16. Hãy cô mời cả lớp ghi bài. Như cô đã nói, bài 7 này là một cái bài tổng hợp, và trong nội dung một nhỏ là chúng ta nói về sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến. Ở đây chúng ta thấy là nó có sự khác biệt, nó có sự khác biệt giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, phát triển chậm, thời kỳ suy vong kéo dài và cuối cùng là bị tư bản phương Tây xâm lược. Còn ở phương Tây, xã hội phong kiến hình thành muộn, phát triển nhanh, thời kỳ suy vong ngắn và cuối cùng là dẫn đến sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở phương Tây. Đây là nội dung ghi bài cho phần 1, sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến. Cô mời cả lớp ghi bài. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung thứ hai. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ sở kinh tế xã hội của xã hội phong kiến và câu hỏi được đặt ra là xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây có điểm gì giống và khác nhau về kinh tế. Thì trong cái tiêu đề của phần 2 đó, các em nhìn thấy là mình nói về cơ sở kinh tế xã hội. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là có hai vấn đề. Một là về kinh tế, hai là về xã hội. Thì trong cái câu hỏi mà các em nhìn thấy trên màn hình là câu hỏi của cô dành cho cái nội dung là về kinh tế, về kinh tế. Thì xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây có cái gì giống và khác nhau về cơ sở kinh tế? Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục so sánh về xã hội của xã hội phong kiến và xã hội phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây. Bây giờ về kinh tế thì chúng ta sẽ thấy cái sự giống nhau giữa phương Đông và phương Tây, đó là đều là kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Còn điểm khác nhau là xã hội phong kiến phương Đông thì nông nghiệp diễn ra ở công xã nông thôn, tức là làng xã. Còn phương Tây thì nông nghiệp diễn ra trong lãnh địa phong kiến. Nội dung này chúng ta đã học ở những bài trước rồi. Như cô đã nói là bài 7 này là một cái bài tổng hợp nói về xã hội phong kiến. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ so sánh về xã hội. Các em ghi nhớ và lưu ý ở điều này. Ngay từ cái tiêu đề, tôi ghi là cơ sở kinh tế xã hội của xã hội phong kiến. Như vậy chúng ta nói về hai nội dung. Một là kinh tế, nội dung thứ hai là xã hội của cái xã hội phong kiến nha. Xã hội phong kiến là một cái trong những hình thức của xã hội loài người mà ngay từ bài đầu tiên cô đã phân tích về cái nội dung này. Rồi, trong phần vừa rồi thì chúng ta đã nói về cơ sở kinh tế, thì cái phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ nói về xã hội. Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây có điểm gì giống và khác nhau? Thì điểm giống nhau về xã hội của xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây đó là đều có hai giai cấp chính, và hình thức bóc lột trong xã hội phong kiến đều là bóc lột bằng địa tô. Vậy còn điểm khác nhau là gì? Điểm khác nhau là ở phương Đông, hai cái giai cấp chính của xã hội phong kiến phương Đông là địa chủ phong kiến và nông dân. Thì giai cấp bóc lột chính là giai cấp địa chủ phong kiến, còn cái giai cấp bị bóc lột chính là giai cấp nông dân. Xã hội phong kiến phương Tây
có hai giai cấp chính, đó là giai cấp lãnh chúa phong kiến và giai cấp nông nô. Thì cái giai cấp bóc lột chính là giai cấp lãnh chúa phong kiến, giai cấp bị bóc lột là giai cấp nông nô. Như vậy tóm lại về xã hội thì xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây vừa có điểm giống nhau mà vừa có điểm khác nhau. Rồi, cô mời cả lớp ghi bài. Trong cái phần ghi bài cho nội dung hai nhỏ về cơ sở kinh tế xã hội của xã hội phong kiến thì chúng ta sẽ ghi bài theo như trên màn hình cô đã hướng dẫn, là chúng ta sẽ lập bảng để phân biệt ra cái điểm giống nhau và điểm khác nhau về kinh tế và về xã hội của phương Đông và phương Tây. Các em thấy là trên màn hình cô đã phân biệt ra hai nội dung. Nội dung A nhỏ là về kinh tế, nội dung B nhỏ là về xã hội. Thì cái điểm giống nhau là phương Đông và phương Tây đều có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Còn khác nhau thì cô đã phân biệt ra thành hai cột. Phương Đông là nông nghiệp diễn ra ở công xã nông thôn, phương Tây nông nghiệp diễn ra ở lãnh địa phong kiến. Và về xã hội, phương Đông và phương Tây đều có điểm giống nhau là có hai giai cấp chính và hình thức bóc lột là địa tô. Điểm khác nhau, phương Đông hai giai cấp chính là địa chủ phong kiến và nông dân, phương Tây hai giai cấp chính là lãnh chúa phong kiến và nông nô. Các em nhớ là trong cái phần ghi bài ở nội dung hai nhỏ cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội của xã hội phong kiến là chúng ta sẽ ghi bài theo cách lập bảng kẻ cái khung như trên màn hình các em đang nhìn thấy. Thì trong cái bảng này chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được hai cái nội dung. Nội dung 1 là về kinh tế, nội dung 2 là về xã hội. Và cũng như chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được cái sự giống nhau và sự khác nhau của phương Đông và phương Tây. Rồi chúng ta đến với nội dung thứ 3 về nhà nước phong kiến. Ở đây trước hết chúng ta sẽ làm rõ cái khái niệm như thế nào là nhà nước quân chủ, như thế nào là phong kiến phân quyền, như thế nào là phong kiến tập quyền. Thì nhà nước quân chủ tức là nhà nước phong kiến do vua đứng đầu, nhà nước do vua đứng đầu gọi là nhà nước quân chủ. Phong kiến phân quyền tức là cái quyền lực của nhà nước phong kiến đó bị phân tán quyền lực. Phong kiến tập quyền là cái sự tập trung quyền lực rất lớn vào cái người đứng đầu nhà nước phong kiến đó. Rồi, cô mời cả lớp ghi bài ở cái phần thứ 3, nhà nước phong kiến. Nhà nước phong kiến tức là cái triều đình, cái chính quyền. Thì trong cái nội dung thứ 3 này, chúng ta thấy là nhà nước phong kiến của xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây vừa có điểm giống nhau mà vừa có điểm khác nhau. Thì theo cái nội dung bài ghi trên màn hình, chúng ta dễ dàng nhận ra điểm giống nhau về nhà nước của phương Đông và phương Tây đều là nhà nước phong kiến quân chủ, tức là vua đứng đầu, là nhà nước do vua đứng đầu. Nhưng nó có sự khác nhau là xã hội phong kiến phương Đông thì cái nhà nước phong kiến theo chế độ quân chủ tập quyền, quyền lực tập trung trong tay nhà vua. Còn xã hội phong kiến phương Tây thì theo chế độ quân chủ phân quyền, nhưng về sau thì dần dần chế độ phong kiến phân quyền đó nó cũng chuyển sang là chế độ phong kiến tập quyền, có nghĩa là quyền lực cũng dần dần tập trung vào tay vua. Cô mời cả lớp ghi bài cho nội dung phần thứ 3 là về nhà nước phong kiến. Như vậy tổng hợp lại ở bài 7 này, chúng ta có 3 nội dung. Một là sự hình thành phát triển của nhà nước phong kiến.
hai là cơ sở kinh tế xã hội của xã hội phong kiến, và ba là nói về nhà nước phong kiến. Thì trong ba cái nội dung này, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu, phân tích, so sánh, tổng hợp để thấy được điểm giống nhau và điểm khác nhau về ba nội dung trên của xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây. Phần 3 này cũng là cái nội dung khép lại bài học hôm nay của chúng ta, là bài 7, những nét chung về xã hội phong kiến. Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe và học tập tốt. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Với cái bài 7 này cũng là cái bài khép lại cái phần lịch sử thế giới của chúng ta. Bắt đầu từ tiết sau, chúng ta sẽ học về lịch sử Việt Nam với cái thời kỳ là tiếp theo sau cái chương trình lịch sử Việt Nam mà các em đã học ở lớp 6. Mình chào các em.